Chào tất cả các bạn, và trong chương trình tư vấn du học Canada của công ty Tân Đại Dương hôm nay thì trong chương trình hôm nay công ty Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn những quy định khi mà làm thủ tục xin thị thực du học tại Canada thì như thế nào. Theo thông tin từ Đại sứ quán Canada tại Việt Nam thì một số quốc gia trong đó có Việt Nam sẽ phải lăn tay và chụp hình kỹ thuật số khi mà xin thị thực để thăm viếng hay là du học hay là lao động tại Canada. Quy định mới này thì không chỉ là nhằm bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân Canada mà còn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại một cách là hợp pháp và nhằm bảo vệ bản thân du khách bằng cách là tạo khó khăn hơn cho những người nào đó muốn mạo danh hoặc là đánh cắp hoặc sử dụng căn cước của người nộp đơn xin thị thực để nhập cảnh vào. Với điều kiện này thì Canada sẽ làm như những quốc gia khác như là Hoa Kỳ hay là Vương quốc Anh hay là Úc, Nhật Bản v.v. Về lâu dài thì cái việc sử dụng những cái thông tin này sẽ giúp cho việc nhập cảnh tại Canada là dễ dàng hơn, vì đó là một trong những công cụ đáng tin cậy để nhanh chóng xác nhận căn cước của một người. Những người xin thị thực ở Canada thì sẽ phải đích thân đến trung tâm tiếp nhận đơn xin thị thực để nộp đơn và lăn tay và chụp hình. Họ sẽ phải nộp cái khoản lệ phí mới là 85 đô Canada cho việc lăn tay và chụp hình, trong đó bao gồm cả những phí dịch vụ xin thị thực tại trung tâm tiếp nhận đơn xin thị thực này. Lệ phí tối đa cho tất cả những người cùng một gia đình và cùng chung đơn xin thị thực để thăm viếng tại Canada là 170 đô Canada. Những người xin thị thực dưới 14 tuổi hoặc là trên 79 tuổi thì được miễn điều kiện lăn tay và chụp hình. Nhân viên ngoại giao và các quan chức chính phủ đi công tác chính thức cũng được miễn. Khi một người đến cửa khẩu nhập cảnh tại Canada thì nhân viên cơ quan biên mậu Canada sẽ sử dụng mọi thông tin sẵn có để xác nhận căn cước của người đó. Và để được hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục hồ sơ như thế nào và điều kiện ra sao thì các bạn hãy liên hệ với các tư vấn viên của Tân Đại Dương theo số hotline đó là 0838484879 hoặc là đến trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương ở địa chỉ quận nhất đó là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Bình, quận nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Canada là một đất nước rộng lớn với nhiều cảnh quan địa lý đa dạng và độc đáo. Canada cũng là một trong các nước có nền công nghiệp đứng đầu trên thế giới, và hiện nay thì đất nước này cũng là một trong những quốc gia đang thu hút được nhiều sinh viên quốc tế theo học với chính sách định cư và làm việc có nhiều ưu đãi cho du học sinh, trong đó có cả sinh viên Việt Nam chúng ta. Và nhiều gia đình cho con em mình đi du học nhưng vẫn chưa thể hiểu nhiều về thủ tục xin visa du học như thế nào, khi nào thì cần gia hạn visa và làm sao để có được một bộ hồ sơ du học Canada thật đẹp, thật bắt mắt với nội dung thật hoàn chỉnh. Một số bạn khác thì lại thắc mắc tại sao hồ sơ du học của mình lại bị lãnh sự từ chối cấp visa. Chính vì thế nên trong chương trình Hành trang du học ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới chương trình các chuyên viên tư vấn của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Xin được giới thiệu chị Phạm Thanh Quỳnh và chị Trần Mỹ Kim sẽ giúp cho các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh sinh viên có thêm kinh nghiệm cũng như chuẩn bị tốt nhất khi đi du học Canada. Và câu hỏi đầu tiên mà Trúc Giang muốn đặt ra đó là khi mà chúng ta đi du học ở các nước như Mỹ, Úc thì phải yêu cầu chứng minh tài chính, và theo như Trúc Giang được biết thì Canada cũng yêu cầu chứng minh tài chính. Như vậy thì thủ tục chứng minh tài chính có cần chứng minh nguồn gốc tài chính đó là có từ đâu hay không thưa chị Quỳnh? Khi mà làm đơn đi du học tại Canada thì người tiếp nhận hồ sơ sẽ được yêu cầu chứng minh nguồn gốc đáng tin cậy của số tiền. Có những người có 5-7 tỷ trong tài khoản ngân hàng nhưng mà họ lại không chứng minh được là cái nguồn gốc có từ đâu. Vì vậy hồ sơ sẽ bị trả lại. Thường để chứng minh tài chính khi đi du học Canada thì người bảo lãnh phải có những giấy tờ sau. Thứ nhất, thư bảo lãnh ghi rõ trách nhiệm tài chính, sổ tiết kiệm ngân hàng, bản sao, bản khai thuế thu nhập trong 2 năm vừa qua, thư xác nhận việc làm, v.v. Và đối với những bạn có nhu cầu tìm nhà ở khi du học ở Canada, tại công ty Tân Đại Dương thì có những dịch vụ nào hỗ trợ cho các bạn sinh viên hay không? Và thường thì du học Canada các bạn sẽ lựa chọn các loại hình nhà ở nào? Chị Kim có thể giúp cho Trúc Giang câu trả lời này ạ.
khi các bạn đi du học Canada thì Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn các thủ tục như là book ký túc xá và thuê căn hộ tùy vào yêu cầu của các bạn học sinh. Và khi đi du học tại Canada thì các bạn có thể lựa chọn những cái loại hình như sau. Đầu tiên đó là ở chung với gia đình người bản xứ, hay còn gọi là ở homestay. Ở chung với gia đình thì cũng sẽ có thêm một cái môi trường an ninh và ổn định hơn cho các bạn học sinh quốc tế. Và giá cả cho loại hình này cũng sẽ khác nhau tùy theo địa điểm và một số các dịch vụ. Ở homestay thì phải tính phí trong cái việc tìm kiếm nhà sẽ lên tới khoảng $200 Canada. Và giá trung bình cho cái loại hình homestay này là sẽ từ 400 cho tới $800 Canada cho một tháng. Lựa chọn thứ hai đó là thuê nhà ở ngoài trường học. Thì cái việc thuê nhà là một sự lựa chọn cởi mở đối với các bạn học sinh, nhưng mà giá cả và chất lượng và cái việc sẵn có thì sẽ khác nhau rất là lớn. Và cái tiền thuê nhà thì thường sẽ là khá là cao nếu như mà các bạn đó muốn ở thành phố chính, và các địa điểm thì thường không bao giờ sẵn có. Nhiều học sinh cùng nhau share tiền nhà để mà có thể giảm bớt cái chi phí, và họ thì thường tìm được những cái địa điểm có thể đáp ứng được nhu cầu và sở thích của mình. Và nhiều trường thì cũng có các nhà thuê ở bên ngoài trường, thì do đó thì có thể cung cấp các danh sách để mà nhà để mà hợp túi tiền với các bạn học sinh mà được ở gần với trường học của mình. Vâng, xin cảm ơn chị Kim với câu trả lời vừa rồi. Và với kinh nghiệm tư vấn của mình thì chị Quỳnh có thể chia sẻ những điều cần lưu ý để các bạn du học sinh không phải quá bỡ ngỡ khi mà dọn đến nơi ở mới ạ. Cái việc mà cố gắng sắp xếp trước thời gian khoảng 1 tháng, trễ nhất là 2 tuần. Nếu như các bạn đã có visa du học Canada, bạn có thể sẽ chưa được sắp xếp chỗ ở ngay nếu như bạn chọn cái lịch trình bay của mình vào các ngày lễ hoặc là các ngày nghỉ của trường. Nếu bạn không chắc về địa điểm, hãy đăng ký dịch vụ đưa đón tại sân bay. Chút chi phí ban đầu mà trả cho cái dịch vụ đưa đón này sẽ giúp cho các bạn khỏi bớt phần nào bỡ ngỡ khi mà lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ. Tôi có lời khuyên dành cho các bạn là đừng bao giờ mang theo quá nhiều tiền mặt, mà hãy làm quen với cái việc sử dụng thẻ tín dụng. Các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ cái nơi mình sẽ đến, sẽ ở. Đối với các bạn ở homestay thì các bạn có thể tìm hiểu coi là gia đình của họ có thú nuôi hay không, hoặc là có trẻ nhỏ hay không, hoặc là họ có ăn kiêng hay không, hoặc là gia đình của họ làm gì. Không nên mang cái tâm lý e dè mà hãy mạnh dạn tiếp xúc. Các bạn phải có cái tính tự lập trong suy nghĩ, không được dựa dẫm vào cha mẹ hoặc là người thân. Học xong năm đầu nhà trường cho phép các bạn làm thêm ngoài giờ. Vì vậy các bạn không nên ngần ngại khi mà đi kiếm việc, bởi vì cái thời gian này sẽ giúp cho các bạn áp dụng những gì mình đã học vào trong thực tế, cũng như là trang trải một phần nào về cái chi phí sinh hoạt. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.